Anh ơi, anh ở dân dân địa phương ở đây thì làm ơn cho em hỏi là ngày xưa cái chỗ này tên gì anh? Mời anh ngồi uống nước nha. Cũng không để ý á. Thỉnh thoảng cũng vô đây sửa giếng, sửa điện đồ. À. Thấy mấy nhóc cũng dễ thương rồi bu lô la vậy thôi, chứ đâu có. Anh có nghe thông tin vài ngày trước là tỉnh Thất Bồng Lai có xích mích, rồi có gây gỗ, rồi giờ có qua lại chém ngay chỗ cửa chùa, còn có dấu vết, anh có biết cái thông tin đó không? Có nghe, có đợi cái đầu Diễm My vậy đó, gần dạ. gần đó mà công an rồi người ta cũng tới, người ta cũng làm việc rồi, mà cái hôm nay cũng yên, cũng nghe gì hết. Cách đây mới có 1-2-3 ngày gì đó đúng không anh? Dân lòng an chân chất. Giờ đây thì giờ dân tứ xứ cả nước ta cũng đều biết hết rồi. Công an chính quyền ta cũng biết hết rồi. Cả nước đều biết nhưng mà em muốn hỏi dân địa phương này xác thực hơn. Để ta làm việc chứ mình giờ cũng nói ra nó vô. Em nghe nói thầy ông nội ở đây hay chửi thề đồ thế này thế kia nữa, cái đó là thông tin có chính xác không anh? Ông chửi thề, ví dụ như chửi những cái lời không hay rồi đó. À, nhiều khi ông cọc cằn rồi ông chửi bà con lối xóm rồi đó, cái đó là có phải không? Thỉnh thoảng mình vô đây chứ con không có gặp ổng, ít chứ gặp ổng. Thỉnh thoảng có lớp trước là điện đồ hư rồi tôi ngày khỏi điện, ổng cũng điện thoại tôi vô sửa điện sửa máy sửa giếng rồi đó, mà vô không có gặp ổng, nhưng mà thấy ổng điện thoại mình thì nói chuyện cũng đàng hoàng. Còn ổng tiếp xúc với những người khác thì mình cũng không biết. Chú ở gần đây chứ? Ngoài đang chút là tôi trong đây cứ... có nghĩa là anh vô anh cũng sửa điện, nhưng mà với khi anh giao tiếp sửa điện với thầy, ông thầy ông nội thì vẫn nói chuyện bình thường đàng hoàng. Ông nói chuyện với mình là cũng đã rất đàng hoàng. Có sao mình nói vậy. Còn ông tiếp xúc với những người khác mình, bây giờ mình lâu lâu thỉnh thoảng điện nó hư giếng không lên nước. Bị cái nghề của tôi rồi tôi vô tôi sửa vậy thôi, chứ còn vô cũng không gặp. Ông già rồi chứ ông không có đi ra, mấy người trong đó thì ra chỉ mình hư ra nào mình sửa vậy thôi. Có nhiều người kêu ông uống nhân sâm trẻ hơn tuổi, anh thấy sao? Cái đó thì giờ thì có giờ mới biết được. Ôi trời, biết có đúng rồi, ông không biết, ông biết không chứ còn ông biết bây giờ biết chứ sao mà người ta biết ông uống gì. Người dân đây họ nói vậy. Mình tới quá giờ rồi. Thôi bây giờ chúng ta cứ gặp người địa phương đây là anh đây, anh trả lời chính xác là vì anh hay sửa điện cho ông thầy. Thường thường là anh vô anh trong trọng á, thiền am á, thì anh liên hệ với ai? Tức là ví dụ như có cái bà cô gì đó, bà cô cũng lớn lớn tuổi á, vô đó là để chỉ cho mình. Bà kêu anh vô, đúng không? Sửa giếng mà hư không lên nước rồi sao đó rồi mình sửa rồi đi về. Rồi có khi gặp mấy đứa nhóc rồi hỏi ai là đường tăng, ai đang hỏi trong người địa phương nhất cả nhà nhé. Ảnh là trong trọng là có năm cái sư phụ vui gì đó là con của ở gì là tổng cộng là 6 người luôn, ông thầy ông nội đó, thì những cái người đó anh có tiếp xúc không anh? Cũng có gặp thoáng qua vậy thôi chứ không có đứng nói chuyện lâu. Nè, em nói là chỉ hoạt động trong chỗ cái màu đen đen kia, cái cửa đen đen kia. Còn lại là cái con tin này không hoạt động. Tức là những cái bí mật là phía sau đúng không? Chắc chỉ cho người ngoài tới đây thôi, chắc chỉ cho người ngoài tới cổng này. Tôi cũng đi lần vô trong rồi. Ông là sửa điện mà, ông là sửa điện. Tới vô tới tận trong nhà. Phòng ngủ rồi cũng thôi đi chứ để thầy ông nội anh cho em hỏi anh cho em hỏi một câu này nè, ví dụ mà anh nghĩ sao mà cái tin mà thầy bỏ trốn rồi đem qua nhiều gọi là anh chị em đăng lên Facebook rất là nhiều á, bảo là canh ba là đã bỏ trốn rồi đem qua, thì anh thầy hả? Dạ đúng rồi, thì anh nghĩ sao về cái vấn đề là thầy đã bỏ trốn? Đâu để đi vô tôi kêu ổng coi cũng còn sống không? Có không? Dạ anh chạy vô trực tiếp không? Cả nhà ơi, thì chạy theo ảnh mà ảnh chạy luôn rồi. Thì thông tin buổi sáng cho cả nhà biết là tình hình là anh em YouTuber xuống đây rất là đông. Thiền am vũ trụ thì vẫn đóng cửa, không có tiếp khách.
Hôm qua thì tới 10 giờ mấy 11 giờ vẫn thấy đèn ở trong chổng sáng. Hiện tại bây giờ xe du lịch đến và những người đây đến rất là đông luôn. Quay một vòng cho mọi người xem đấy, cái lực lượng đến rất đông nè, đó, xe đậu bên kia. Ma bảo là bỏ trốn lúc canh ba thì trốn thiệt chứ. Trốn thiệt hả? Mà hôm qua là tụi em túc trực ở đây đêm gần tới 11 giờ đêm luôn á, là tụi em vào đây mà. Ở bên sau cái nhà này là có cái mấy cái nhảy dãy nhà quen quen rồi không? Dạ đúng rồi. Bên này không chứ. Ủa nhiều khi có đường hầm với nó chung đi. À, rồi nói cái mấy tay là ghê lắm á. Đúng rồi á. Ổng có cái cửa sau đúng rồi. Đúng rồi má, xem má. Mà trên mạng người ta cũng phát hiện cái điều đó rồi. Rồi nha. Kiếm không thấy anh. Rồi, ảnh vô mà kiếm không thấy rồi cả nhà ơi. Anh với lại sáng em có hỏi một cái chú ở trên ở đây nè, chú nói là trên đây là không có sinh hoạt nữa, mà mọi cái động thái nó sẽ nằm ở phía sau nhà, thì rất là nhiều khả năng là trong cái sau đó là nó có một cái cửa sổ màu đen á, thì cái có cái nghi ngờ là ông ở trong nhà ông vẫn đang theo dõi mấy anh em ở ngoài đây làm việc như thế nào á. Ờ, có hai camera phải không? Đúng rồi, đây là cái luôn. Đấy. Đây cái camera nha. Rồi ba cái camera ngay ở trên nóc nhà chỉ xuống đó. Chỗ nào bên đó nó có cái hầm đó đâu đó. Đó có hầm nữa thấy không? Cha chú trên mạng nói ở đó là có một cái đường đi bí mật ở phía sau. Đó, từ đó đi ra đó. Đó đúng rồi. Mình đâu có, sáng có hỏi. Mày đừng có mấy tao hỏi. Sáng có hỏi. Ở đây là từ hồi mà tôi hồi trước tôi cũng hay đi coi đất rồi vòng đây nè, chưa bao giờ tôi thấy mở cửa nè. Không mở cửa rất là ngày nào tôi cũng đi ngang đây, không thấy mở cửa. Nếu không mở cửa thì đi ra anh vô bằng cách nào, đem lương thực chẳng hạn như là tiếp xúc với ngoài như thế nào anh? Nhiều khi có đường hầm đâu trong đó này biết đó. Chứ còn ở đây tôi hay tới mấy cái chỗ này mà không bao giờ thấy nó mở cửa qua. Đúng rồi, nên là còn cái chuyện nó sinh hoạt sao á. Sáng á em hỏi một cái chú kia, chú cũng nói là cái cửa này rất là ít khi mở, mà có muốn tìm á thì phải tìm đằng sau kìa, mà không biết là mình đi đường nào để mình chặn cái đường hông, nó nhiều khả năng là đó, bên đó là có hai cái nhà quan thấy không, cái mấy bên hông thùng nước đó, cái chỗ công ty đó. Đó có một cái nền nhà nó đi sáng vô với lại một cái hàng rào bên đó. Vậy bình thường mình đi qua đó được không? Được, chú đi quạnh bên đây đi qua cua đó. Còn không đi bọc cái đường đi bọc phía sau á. Anh cho em hỏi là cái thông tin mà mấy ngày trước có gây lộn xích mích, ông Lê Tùng Vân ra chửi rồi xong rồi chiều tối đó là đem mã tấu chém ngay chỗ trước cổng chùa, là cái đó đúng không anh? Đó chắc không có đâu mọi người. Ai đụng cái này tự diễn đó. Này nó tự cái tuồng gì tự tôi nói sắp đặt thôi. Đúng rồi, tự diễn để cho ông nghĩ coi bây giờ mấy cái này là cái chuyện đồng ý là có rất là nhiều người bức xúc đúng không? Dạ. Nhưng dạ. Mà bây giờ đâu có ai mà giống như cái nhà của người ta đang ở đi, giờ giống nhà tôi đi đó, ông nào vừa giỏi mà cầm đồ trên nó chém. Đúng rồi, đúng không? Còn này ổng phải có gì còn cái gì còn cái này đó. Bây giờ cái việc đúng sai gì á cũng còn có pháp luật đúng nè. Dạ đúng. Còn mình là người dân mình hiếu kỳ, hoặc là những người họ hiếu kỳ, dĩ nhiên họ ông làm chuyện sai trái thì người dân họ bức xúc vậy thôi đúng không? Nhưng mà đâu đó người ta vẫn có hiểu biết chứ, đâu ai mà tự động mà tới mà mang đồ mang đạc tới đây thì chém nhà ông chị, chém làm gì? Vậy là giống như là đóng kịch vậy đó hả anh hả? Là làm như tụi nó tự sắp tuồng thôi. Giả khổ để chưa công an thương đồ. Sắp tuồng thôi chứ còn kiểu mà bây giờ tâm lý bây giờ mình nói lấy mình ra nói đúng không? Giờ, nhà mình có việc gì đi, ai bức xúc kiểu gì bức xúc chứ còn kiểu bây giờ cầm đồ cầm đạc lại sao cái nhà ta sao được ở tù bỏ mà? Đâu đó còn có pháp luật mà đúng không nè? Không ai mà tự xoay mà làm cái việc đó. Dĩ nhiên những việc ông làm sai thì người ta cũng bức xúc, đó là chuyện dĩ nhiên rồi. Nhưng mà sao có mấy cái dấu chém rồi anh? Thế bây giờ nó sắp tuồng nó chém, bây giờ giống như nhà mình bây giờ đó. Bây giờ nhà mình lấy dao. ai nói vậy đâu? Giờ tôi chém sao tôi nói giờ nãy có mấy giang hồ tới nó chém á, ai làm gì được đúng không nè? Ở chứ mình nhìn nhận một cái sự việc gì không phải là để khách quan phải công tâm. Mà ở trên mạng đúng là đúng sai là sai thôi, trên mạng người ta cũng đã nói vậy đó chú. Chứ còn đâu có cái chuyện mà
phải ở đây mà gây rối được, chứ cũng còn chính quyền, cũng còn địa phương chứ, đúng không? Pháp luật. Đâu có thằng nào mà hôm qua tôi thấy trên mạng mấy đứa người nó mấy nó YouTube cũng đưa lên rồi. Có nhiều YouTube nó bữa nay tới đây sợ tôi nói gây hấn, ông nội tụi bay cũng không dám ở tàu bỏ mẹ luôn chứ, nó giỡn chơi ngoài nói không à, đúng không? Nó giỡn giỡn ra quấn lộn đi. Anh nghĩ sao khi Stan TV coi là giả bộ dàn cảnh có bị dí? Thì kìa, nó thả đứng ở tầng nó nhìn Stan TV. Ở trong đứng đang nhìn ra ở ngoài đây. Dàn cảnh đánh lộn đạo đó. Bây giờ thì nó quan sát mình được hết. Thì mấy các bạn cộng đồng này ai muốn nói thôi là nói thôi đúng không? Thật là thành, giả là giả, mình việc mang công cộng đồng mà. Mỗi một người có khía cạnh, mỗi người có cái xu hướng riêng qua chỗ này hết, mình đâu có nói việc đó được. Nhưng mà tôi mấy ngày trước á, là một có khi một ngày tôi đi ngang đây 2-3 lần cũng có, tôi đi coi mấy miếng đất nhiều vòng vòng cái máy sắt đó, đi ngang đường này hoài. Và đất ở đây giá thị trường dần như chú đây mét ngang nó cũng tùy theo đất hậu ngắn hậu dài thôi, chứ cũng dao động như từ 100 mấy tới 200 mấy 300 mấy tùy theo cái loại đất, đất lúa khác đất vườn khác. Anh ơi, ở bà con lối xóm ở đây người ta nói mà người ta không dám ra mặt, thì người ta nói là con cháu của ông Lê Tường Vân là con cháu của ổng hết hay sao anh? Cái việc này thì theo tôi được biết thì mấy ông thầy ở trong chùa rồi đó, mấy chú tiểu rồi đó. Đó là nghe trên mạng truyền thông thì người ta, hoặc là những người mà dân người ta nói với nhau thì cũng cho là đó là con cháu huyết thống như nhà ổng. Nhưng mà cái gì cũng vậy, nói là một việc đúng không? Nhưng phải là cái cơ quan nhà nước vô cuộc. Nhưng mà nếu như mà thật sự gia đình ổng trong sáng mà không có những cái vấn đề mà giống báo chí người ta phản ánh thì người ta đã đi kiện những người du khống mất rồi. Đúng rồi. Nếu giống như về gia đình tôi đi, ai nói tôi giờ tôi loạn lên với anh em của tôi đi biết. Đậu má tôi tới tôi ăn thịt luôn chứ đừng nói cái chuyện mà im tôi ru đúng không? Bà Hằng bây giờ bà Hằng bà gì tôi không cần biết đúng không? Bây giờ giống bà thân tôi nói bây giờ chuyện mà đi kiện liền. Thế giờ mày loạn lưng thế này thế kia với anh với em mày đi. Ủa bây giờ bà trời tôi có tới nhà tôi kiếm mà. Có cái là giờ tôi có rồi tôi cũng không dám thôi. Đúng không? Chứ còn tôi không có là tôi đâu thử ơi. Đâu đó cũng còn có pháp luật, đâu phải là em bạn muốn vu khống hay bạn vu khống đúng không? Bạn muốn nói khía cạnh nào bạn nói. Nhưng mà khi họ nói bằng cái người khác đối phương mà họ im re là chẳng qua họ có tật đúng không nè? Có tật giật mình. Chứ còn có nếu mà bản thân cái người họ rất là hiền đi, bản thân tôi đi. Giật nói cái chuyện nhỏ thôi. Cho tôi đi làm cái ra đường mà tôi không có làm chuyện đó mà các bạn nói tôi làm chuyện giật đó. Bạn là ai? Đúng. Ai lại chứ tôi tới tôi hỏi cho đâu ra lẽ ra lẽ đàng hoàng chứ đâu phải muốn du khống việc mới được mình đi. Nhưng mà cái truyền thông rồi nó phản ánh đó, những người dân người ta phản ánh đó là một việc, nhưng mà đâu đó phải chờ cơ quan pháp luật vào cuộc nữa thì mới được, phải không? Phải có chứng thật của cơ quan nhà nước rồi nay kia mới được. Còn cái việc mà họ nói đó là một chuyện, nhưng mà nói về nhìn dân cái tính chất mà khách quan. Nếu như mà cái nhà của tôi đang ở vậy đi, mà tôi sinh hoạt đàng hoàng đi, có thể ai lại tới nhà tôi mình nói sai sự thật đi thì tôi cũng đâu bỏ qua được. Cái đó là rõ ràng là vậy. Còn người ta nói là mình im, mình không phản kháng lại, chẳng qua là mình có tật thì mình mới như thế. Nhột đó là đâu ai mà người ta nói như vậy là người ta là hạng. Còn nói với chú á, trên đời này có thể ăn bậy được nhưng không thể nói bậy chứ được. Không nói bậy được. Đúng rồi. Bây giờ giống như bây giờ cái gia đình của mình đi, ai tới biêu riếu xấu mình đi đúng không, mà trong khi câu chuyện mình không có làm thì họ nói với mình như thế mà thì mình cũng đâu bỏ qua đâu được. Bỏ qua được. Chứ đừng có nói chi mà cái này truyền thông được rồi, như cái đài chính thống của nhà nước và cũng lại lên tiếng rồi. Cả nhà ơi thì ở đây là phán uống cà phê vòng vòng mới quá, cà phê vòng vòng chỗ ông mấy công an huyện mấy điều tra đâu đó. Tối này hồi tối vừa rồi á là có bốn ông mình tự chạy vô đây nè. Còn có nữa chứ có đó xe... có đúng hả xe... có qua bốn hình sự đô á đi nghe qua đây đi qua đi lại. Ủa vậy mà tối qua em được đi karaoke về chị Hằng bà Hằng bà lên đây á thì trước khi bà lên đây thì cũng có
bà cũng báo cơ quan những người có thẩm quyền ở đây rồi, chứ phải là nói với người ta đi lên đây, không phải là công an tỉnh ông đại tá Hồng là Hồng á, nên là chứ không phải là hô đi là ta đi là ta đi cần coi đâu. Đúng, ta ở dạng cái tầm nào rồi. Còn cái việc mà nó thấy đây cái đường nhà nước ai cũng đi đâu đi với lại mấy thằng YouTube lên nó như thao tối con có coi mới sơ sơ nói đây là đây bị giang hồ với ai với tụi bay ông mẹ đi nhà nước đứng đây ai làm gì đúng. Nhưng mà bây giờ cái câu chuyện như vậy vậy là giấy có nè, đâu giờ khơi khơi á mà cầm đồ vô không phá cửa phá nhà ta, nhiều khi ở trong uống lụi luôn chết có đó. Cái đó là có ở trong đây tới 10 giờ như mình cứ mình đứng vòng 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 đi làm gì ấy đúng không, không có chuyện gì hết. Rồi cả nhà ơi, theo chia sẻ của những anh ở hàng xóm thì cả nhà sẽ theo dõi chính xác và cái thông tin tiếp thời hết. Cả nhà nhớ đăng ký kênh, một lát hồi sẽ cô Hằng sẽ đến tận nơi đây ha để thông tin chính xác hơn và gặp mặt đối chứng. Rất là cảm ơn cả nhà xem clip, hẹn gặp nhà clip sau.